khay bánh này là mình đục làm 3 lỗ này, bây giờ là mình sẽ đục thêm 4 lỗ ở 4 cạnh nữa để mình làm một cái chậu cây treo á. Cái này treo cũng được mà để bàn cũng được ha, bởi vì mình sẽ làm cái dây ở đây này mà mình sẽ làm bằng dây kẽm á. Mình sẽ làm dây kẽm ở hai bên và sau đó là mình sẽ xỏ hạt và hai bên dây như thế này. Sau khi xỏ xong thì mình sẽ túm nó vào ở giữa như này. Rồi tiếp tục ở bên kia mình cũng xỏ dây hạt luôn. Nhìn nó gần giống như là dây giỏ sách á. Đó, bây giờ là xong rồi nè. Thực ra thì mình có thể để như thế này cũng được, nhưng mà nó hơi kỳ nên là mình sẽ cuốn dây thừng. Rồi cắt những cái que gỗ tròn này nè, mình xếp hết một loạt theo cái bề ngang. Nhưng mà ở bốn góc của nó thì mình sẽ chừa ra, bởi vì là mình sẽ không có xếp cái que này được. Thì ở bốn góc á, mình lúc mà mình làm á, mình sẽ làm dây thừng như thế này nè. Đó, mình trang trí dây thừng và mình để chừa cái cạnh nó ra như vậy. Mình bọc dây thừng ở trên và dây thừng ở dưới. Thế là đã xong một cái chậu xinh xắn rồi đó. Còn việc trồng cái gì á là ở bạn nha. Còn mình á thì mình sẽ làm cái chậu tiểu cảnh nhỏ xinh xinh để treo lên nè.